Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mất mặt với quốc tế, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho xóa video clip. Chuyến công du sang Mỹ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng đoàn của chính phủ Việt Nam trong vòng 7 ngày vừa qua đã kết thúc. Nhưng kết quả mà người dân trong và ngoài nước cảm nhận được đó là một sự tệ hại chưa từng thấy của ngành ngoại giao Việt Nam, của người đứng đầu chính phủ. Sau lưng tôi đây, đây chính là Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin, cũng là một cơ quan của chính phủ. Và điều tệ hại này đã được cho thấy rõ bộ mặt của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đi ra nước ngoài càng được phơi bày trên truyền thông quốc tế. Họ đã dùng những lời lẽ khiếm nhã, bất lịch sự để chỉ những quan chức của chính phủ Mỹ cũng như những đối tác của mình. Mặc dù trước mặt thì họ luôn nói rằng tôn trọng, nhưng sau lưng thì họ lại chửi rủa những quan chức này. Lòng tin của các nước dân chủ và tự do dường như đối với những nhà nước cộng sản cần phải được xem xét lại, bởi vì họ hai mặt. Và không phải chỉ có chuyện ông Thủ tướng là người đứng đầu của phái đoàn Việt Nam sang Mỹ đã văng tục chửi thề ngay trong Bộ Ngoại giao của Mỹ, mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm, người cũng rất tai tiếng ở Tòa đại sứ Việt Nam ở Berlin này, cũng chửi thề những quan chức Mỹ. Ông Tô Lâm được biết đến với vụ việc năm 2017 ở đây, ở Berlin, đã diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Truyền thông quốc tế cũng như tòa án Đức cho rằng đây là vụ mật vụ Việt Nam đột nhập vào nước Đức để bắt cóc công dân của mình và đưa vào tàu đại sứ quán này 2 ngày để nhốt trước khi đưa sang Séc và đưa sang Slovakia để bay về nước. Với những hành xử và ăn nói lỗ mãng của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại Mỹ thì người dân Việt Nam không thể tưởng tượng được những người đại diện cho thể chế độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho đất nước Việt Nam với hơn 100 triệu con người, họ đã gây bất ngờ và thất vọng rất lớn. Và những video đó đã được bạn đọc khắp nơi bình luận chia sẻ hàng chục nghìn lần. Những bình luận đó đa số là rất tệ hại, chỉ trích chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những con người như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm mất mặt họ khi đi ra nước ngoài, dường như cảm nhận được sự nguy hiểm và bất mãn đó của người dân trong và ngoài nước. Khi vừa về đến Việt Nam, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản lập tức ra lệnh ngăn chặn clip này trên toàn cầu bằng cách cho một cá nhân, một công ty nào đó nhận vơ bản quyền của video này và sau đó yêu cầu các nơi đã đăng tải phải tháo dỡ đoạn video đó. Trang Facebook của tờ Thời báo.de cũng trích đăng một phần video cũng bị báo cáo như vậy. Đây là một cách làm của Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ luôn muốn che giấu sự thật xấu xa. Và Đài Á Châu Tự Do FA bên Mỹ cũng bị một thông báo tương tự như tờ Thời báo.de với việc yêu cầu tháo dỡ đoạn video clip đó. Trước đó hôm 13 tháng 5 thì Bộ Ngoại giao Mỹ dường như cũng đã xóa hoặc ẩn video này trên nền tảng YouTube của mình vì sự bỗ bã bất lịch sự của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam khi tới gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và những việc như vậy không phải chỉ xảy ra lần đầu. Trước đấy một thời gian tại London, khi ông Đại tướng Tô Lâm tháp tùng ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sang Anh Quốc, cũng đã xảy ra một vụ scandal lớn. Đó là việc ông Tô Lâm đã đi ăn thịt bò rát vàng để cho đầu bếp nổi tiếng ở đây thái miếng thịt và đút vào mồm. Những hình ảnh phản cảm đó đã được chia sẻ trên trang TikTok của vị đầu bếp này và hàng chục triệu người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như báo chí quốc tế đã đăng tải và xem rất kỹ đoạn video đó với những bình luận không hay ho gì trong Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Điều đó đặc biệt tệ hại khi trong nước đang diễn ra đại dịch Covid-19, người dân Việt Nam đang gồng mình chịu mọi khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải phá sản, thì ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại sang London để thưởng thức những miếng thịt bò đắt tới 2.000 đô la. Và sau đó, cũng như thường lệ, thì video trên TikTok của vị đầu bếp này cũng đã bị xóa đi và người ta không thấy nó nữa. Nhưng những bản sao đã được chia sẻ khắp nơi. Trước đó thì ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng của Việt Nam sang Berlin công tác cũng để xảy ra một sự kiện không hay ho cho lắm. Đó là 2 ngày đi công tác tại Berlin thì ông ta đã thưởng thức ở 3 nhà hàng. Như vậy gần như có thể nói ông ta không có thời gian để làm việc nữa. Và với những hình ảnh ghi nhận được, ông đã hút xì gà trong những quán mà cấm không được hút thuốc. Nó đã hoàn toàn trái với luật pháp tại nước Đức và có thể bị xử phạt hàng chục nghìn euro nếu bị bắt gặp.
Những thông tin như thế lan tỏa tại Đức và châu Âu đã đem những cái nhìn thực tế nhất của kiều bào ở đây đối với quan chức của Việt Nam ăn chơi, sa đọa và bất chấp luật pháp ở đây khi họ ra nước ngoài. Và theo đánh giá của dư luận cho thấy dường như đội ngũ quan chức của chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một suy thoái, ăn chơi vô độ và đem tới những phiền toái cũng như tiếng rất xấu cho đất nước Việt Nam mỗi khi họ đi ra nước ngoài. Và cách của họ là thường tìm mọi cách để bịt miệng truyền thông trong và ngoài nước để hy vọng rằng người dân Việt Nam không thể biết được. Nhưng mọi cái đã muộn khi truyền thông quốc tế đăng tải khắp nơi và sự chia sẻ cũng như lan tỏa nó đã đến với từng người dân Việt Nam trên thế giới. Và rồi thì cuối cùng sự thật sẽ luôn chiến thắng những điều giả dối. Càng tìm cách đánh lừa người dân thì Đảng sẽ càng bị đào thải và trở thành một vết nhơ trong dòng chảy của lịch sử đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de hôm nay ở Berlin, ngay trước trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, với bản tin Mất mặt với quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho xóa video. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.